cân đối hơn các bạn nhé. Và chúng ta bắt đầu với bài tập cùng chiếc ghế của mình. Với bài tập này thì bạn sẽ để chiếc ghế ở đằng sau lưng của mình. Đó, bạn để đằng sau. Sau đó từ từ chúng ta co chân lại, đặt chân phải lên trên thành ghế. Đó, bạn thấy rất là dễ đúng không? Chân phải đặt trên thành ghế. Hai tay chắp trước ngực. Bạn tập trung hướng sự chú ý vào một điểm phía thẳng trước mắt của mình. Hít vào, vươn hai tay lên, cánh tay thẳng sát vai. Hít thở đều, mắt nhìn thẳng. Hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Hít vào và thở ra từ từ nhẹ nhàng, hạ tay xuống. Và chúng ta thoát chân phải. Sau đó chúng ta đổi bên, gập chân trái lại. Đặt cái mu bàn chân của mình lên trên cái thành ghế phía đằng sau của chúng ta. Đó, hai tay chắp trước ngực. Hít vào thật sâu, vươn hai tay lên. Bạn thấy toàn bộ phần cơ phía trước của chúng ta đang được giãn duỗi ra và hết sức mềm dẻo. Hướng sự chú ý tập trung vào một điểm phía trước mặt. Hít vào, thở ra. Hít vào thật sâu và thở ra từ từ. Sau đó nhẹ nhàng tay xuống, chúng ta hạ chân xuống và tiếp tục với động tác tiếp theo. Với động tác tiếp theo thì chân của chúng ta sẽ mở rộng bằng vai, chân mở rộng bằng vai đó, hướng ngón chân thẳng phía trước, hít vào, vươn hai tay lên phía trước mặt của mình, đẩy hông ra sau, kéo dài cơ thể xuống và hai tay chúng ta nắm vào các ngón chân của mình. Hít thở đều và trùng khuỷu tay kéo dài cơ thể xuống. Chúng ta tập 5 lần như vậy. 2. Hít vào, nâng cơ thể lên, thở ra, tiếp tục đẩy người về phía trước. Hai tay nắm lấy bàn chân, kéo cơ thể sát gần thực chân. 3. Hít vào, nâng cơ thể chậm rãi nhẹ nhàng lên, thở ra. Từ từ gập người xuống, tay nắm lấy bàn chân, hít thở đều, hít vào. Nâng cơ thể lên, thở ra, từ từ gập người xuống, ôm nắm lấy bàn chân, kéo trán xuống. Nhịp cuối cùng, hít vào, nâng cơ thể lên và thở ra, vươn dài lưng, tay nắm lấy bàn chân và kéo xuống, trán xuống, giữ hít thở đều. Ba nhịp thở các bạn nhé. Hít vào thật sâu, thở ra thật chậm, hít vào, thở ra, thêm một nhịp nữa, hít thật sâu và thở ra từ từ. Sau đó nhẹ nhàng chúng ta hít vào, nâng tay và cơ thể lên, thở ra chậm rãi, hạ tay xuống. Sau đó chúng ta đưa cơ thể về vị trí ban đầu, thả lỏng. Bạn thấy không, những động tác rất là dễ tập. Và với bài tập này thì không chỉ làm tăng cường cái sức chú ý và tập trung cho não bộ mà giải tỏa căng thẳng, mà động tác này còn giúp cho bạn kéo dài cái tuổi thanh xuân và phòng ngừa tất cả các chứng bệnh về khớp tay và khớp vai cho chúng ta. Và Nguyễn Kiều mong rằng với những động tác này thì sẽ phần nào giúp cho cơ thể của các bạn trở nên khỏe mạnh và tinh thần của chúng ta luôn luôn lạc quan, và chúng ta sẽ làm việc vui vẻ và hiệu quả hơn các bạn nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo cùng Nguyễn Kiều. Ôm